Nhiều người cho rằng sư Minh Tuệ có liên quan đến đạo nhân quả, và ngài đi tu chỉ là làm cái vỏ bọc cũng như là lôi kéo mọi người vào cái đạo nhân quả, còn gọi là cách mạng màu hay là dùng nhiều cái từ khác. Thì sẵn cái duyên hôm nay, trước khi Phước Kim trao đổi coi thật sự là sư Minh Tuệ có phải là liên quan đến đạo nhân quả hay không, mà đạo nhân quả là gì, ai là cái người cũng như là lập lên cái đạo nhân quả, và cái đạo nhân quả này có được nhà nước cũng như là công nhận hay là có được tự do hoạt động hay không. Rồi mời toàn thể chứ quý vị nghe một câu hỏi mà Phước Nghiêm đã hỏi sư Minh Tuệ có liên quan đến đạo nhân quả hay không, nhờ sư chia sẻ và trao đổi cho cộng đồng mạng cũng như toàn thể chúng ta được biết rõ như sau. Anh Như Đạo Phật. Thì con hỏi sư một câu hỏi này, rất là nhiều người người ta nói rằng là sư có liên quan cũng như là trong cái nhóm đạo nhân quả, nhưng mà con cũng chưa hiểu được. Sao ta nói là liên quan cái đạo nhân quả thì sư có thể chia sẻ cho con một tử hiểu không? Vâng, cái đạo nhân quả thì đạo Phật thì cũng gọi là cái nhân quả mà một nhóm kia, thì con không có liên quan gì đến đạo nhân quả hết. Con chỉ có thực hành theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thực hành 13 cái hạnh đầu đà, đời sống 3 y mắt, lấy tên pháp tu thiền định với tất nguyện, thành vô thượng tính đẳng giác thôi nha. Còn cái đạo nhân quả thì không biết họ có tu theo đạo Phật hay nhân quả gì, thì con nói chung con không có liên quan gì với họ cả. Nói chung là nếu mà họ mà thực hành theo giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni thì nói chung là cùng tu hành, nhưng mà như con ấy khi bên đó thì con chưa trao đổi gì với họ như thế nào cả. Ngày xưa thì có gặp ở Hà Tĩnh, nhưng mà rồi họ đi phát tờ rơi cái gì đó thì con cũng không đồng ý, là kêu nói họ đi chỗ khác. Còn khi nào nhân quả mà con cũng không có nói cái gì với họ cả, nhưng mà con mong rằng họ là đạo đức hướng cho mọi người giải thoát hay là cái gì thì tốt đẹp thì họ cứ thực hành nhé. Thế thì cũng không có liên quan gì tới con nhé. Con là cái mục tiêu của con là 13 hành đầu đà về thất nguyện hạnh vô thượng tính đẳng giác tu theo Phật, nói chung là hạnh những cái ba la mật, mười cái ba la mật của một cái người mà thất nguyện tính đẳng giác ấy, thì con phải hoàn thiện một bộ cho nó, thì con nguyện hạnh như thế thôi chứ còn việc bên đó là của người ta. Thưa thầy là như thế ạ. Đó, quý vị đã nghe được cái lời nói của sư đã chia sẻ thì nó quá rõ ràng, nó quá sáng tỏ, phải không cô bác chị em? Như vậy thì ở đây nếu như chúng ta nói là sư Minh Tuệ liên quan đến đạo nhân quả thì chứng tỏ là chúng ta quá vô minh, chúng ta quá mê si, vì chúng ta chụp mũ hay là gắn mác hay là bôi nhọ xuyên tạc mà nó không có căn cứ. Rồi bây giờ tất cả cô bác anh chị em, quý vị Phật tử và quý vị trên cộng đồng mạng, chúng ta tự đánh giá coi sư Minh Tuệ khi mà chúng ta gặp được hình ảnh của sư và những cái lời nói và cách tu cách hành có giống cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không, và trong khi ngài chia sẻ hay là trao đổi hoặc giả, còn giả là nói bất cứ cái lời nói gì, thì ngài có nói tới đạo nhân quả hay không, mà ngài chỉ nhắc chúng ta tin vào nhân quả. Vì nhân quả vốn là cái chân lý, cũng là cái định lực mà Đức Phật ngài đã thấy và ngài đã chỉ chúng ta. Bởi vì nhân là hạt giống, quả là bông trái. Vậy thì ai đó tự xưng mình là đạo nhân quả thì chẳng qua là mượn cái từ nhân quả trong kinh điển nhà Phật rồi là tự cho mình là cái đạo nhân quả, chứ thực chất cái nhân quả không phải là cái đạo. Xin thưa quý vị, nhân quả chính là chân lý, là định lực mà Phước Kim đã khẳng định. Nhưng mà rất là nhiều người trá hình hay là mượn danh, mượn cái từ trong giáo lý nhà Phật cho là đạo nhân quả, đạo vô thường, hay là đạo luân hồi, hay là đạo trí tuệ, đạo từ bi, đạo bất ái,
hay là đạo là thiền định hay là đạo giải thoát gì đó vân vân. Xin thưa quý vị, những cái từ này hoàn toàn đều nằm trong kinh điển, phải không anh chị em? Như vậy thì Đức Phật đã chỉ rõ rồi, sư cho biết là sư không có liên quan gì đến cái nhóm đạo nhân quả. Lúc ở Hà Tĩnh thì tất cả quý vị cũng đã thấy rồi, mấy vị này xuất hiện mượn cái hình ảnh của YouTube, hình ảnh của sư, rồi xuất hiện phát tờ rơi thì sư không có đồng ý và sư bảo là họ cứ đi đi. Nhưng mà người ta tại sao lại là cho rằng sư có liên quan đến nhân quả? Nó có nguyên nhân thế này quý vị. Cái nguyên nhân này là người ta ganh tị và người ta bôi nhọ. Như vậy thì cô bác anh chị chúng ta đã nghe rõ được cái lời của sư Minh Tuệ mà Phước Nghiêm đã đặt câu hỏi, là nhiều người người ta nói rằng sư có liên quan tới đạo nhân quả, thì sư Minh Tuệ cho biết là sư không có liên quan tới đạo nhân quả. Sư cho biết là lúc ở Hà Tĩnh thì mấy người đó có xuất hiện phát tờ rơi, sư không đồng ý và bảo họ đi. Nhưng mà sư cũng không bác, không chê ai quý vị nếu ai hành đúng theo giáo lý của Phật tốt đẹp ha. Còn nói về nghiên sư đó là thực hiện cái pháp đầu đà, giữ gìn 13 cái hạnh, tức là đầu đà 13 cái giới lực đầu đà, và phát nguyện chọn đời là tam y nhất bát. Quý vị thấy là trong thời gian sư xuất hiện đến nay thì những cái lời nói, những cái sự chia sẻ có bao giờ kêu gọi ai theo cái đạo nhân quả hay là nhắc đến cái đạo nhân quả không cô bác chị em? Xin thưa không. Xin thưa quý vị, nếu như mà sư Minh Tuệ liên quan tới đạo nhân quả thì phải thâu nhận đệ tử, và khi mà sư nói chuyện thì sư lại nói là có một cái đạo mới xuất hiện, đó là đạo nhân quả, cái đạo này rất là tốt, hướng dẫn người ta tu cái này cái nào cái kia vân vân. Từ đầu tới cuối không có nói một câu, không có nhắc tới cái đạo nhân quả. Mà hỏi quý vị nè, nếu như là quý vị hay là Phước Nghiêm, bây giờ Phước Nghiêm xin tự thưa với quý vị, Phước Nghiêm là đạo Phật giáo hảo, thì đi đâu, ngồi đâu, đến đâu thì cũng nói mình là Phật giáo hảo, chứ đâu có từ chối được. Như vậy thì đã nói sư là đạo nhân quả, mà trong khi đó sư 6 năm nay, hoặc giả là từ khi xuất hiện đến nay, thì sư cũng không bao giờ tiên truyền cái đạo nhân quả, mà chính sư cũng đã thừa nhận là không có liên quan. Mà đã không có liên quan thì sao gọi là trùm bố quý vị? Nhưng ngày đó cắt ghép hình ảnh, lấy cái video hồi năm thình bảo lục gì đó, rồi minh chứng ra, rồi hiểu lầm, bắt đầu là rất là nhiều người cứ nói là sư Minh Tuệ là cách mạng màu đó. Rồi thứ hai đó là mượn cái hình thức đó là mặc cái áo nhà tu để gọi là lôi kéo người ta vào cái đạo nhân quả. Xin thưa quý vị, chết lầm là mang nghiệp vào thân ngang, chỉnh e gia giới mà thành thằng chép biên. Ở đây nếu như thật sự cô bác chị em, sư Minh Tuệ mà thật sự là khi xuất hiện mà ngài cứ nói mình là đạo nhân quả, thì chắc ăn rằng Phước Nghiêm cùng với toàn thể cô bác anh chị em mình cũng chẳng có ai mà hoan nghênh hay là đón nhận hay là mến mộ. Nhưng mà nói một cách thật lòng, cái hạnh tu của sư Minh Tuệ đó là nó đúng theo kinh điển, nó đúng theo giáo lý, nó đúng theo pháp môn của Phật Thích Ca Mâu Ni, mà đặc biệt là cái hạnh đầu đà, 13 cái giới hạnh đầu đà, nói chung là tam y nhất bát, sư đã phát nguyện rồi. Mà đây là sự thật. Quý vị thấy là trong quá trình rất là nhiều người mới mộ sư Minh Tuệ, mà sư Minh Tuệ có bao giờ làm lễ quy y cho ai chưa? Có đặt cái pháp danh hay là có nhận đệ tử chưa? Lúc nào sư cũng từ chối, vì ai cũng mến mộ thì cứ học theo cái pháp môn, cái giới lực thực hành thì tốt đẹp quý vị. Vì một người không có quyền, không có tiền, cũng không có thâu nhận đệ tử, cũng không có thế lực gì hết, mà chỉ có một cái điều thôi, đó là đức độ và từ bi và trí tuệ. Cái điều này sư có, sư có. Nhưng mà bây giờ bắt đầu người ta tấn công, người ta công kích, sắp tới đây sẽ có một cái buổi bùng nổ tuyên bố rằng sư Minh Tuệ chính là đạo nhân quả, liên quan tới đạo nhân quả do ông Đức là Thích Minh Tánh
Đấy. Nó thật sự quý vị là tới ngày hôm nay trên cộng đồng mạng cả Phước Nghiêm luôn cũng chả biết ông Thích Minh Tánh là ai, chả biết ông này có trí tuệ hay là có đạo hạnh hay là có giới lực gì hay không, mà con Lê Thị Mỹ lúc nào nó lên nó cũng kêu cái ông này, nó nói ông này mà thật sự là hỏi cô bác anh chị mình trên cộng đồng mạng, xin quý vị hãy bình vào mấy người biết được ông Thích Minh Tánh, chả có bao giờ biết ông này. Bởi vì tại sao nó không biết? Muốn biết phải là một cái người có đức hạnh, có giới lực, ha, có sự tu tập giống như là sư Minh Tuệ đó, thật sự đây mới là cái hiệu ứng, đây mới là cái hiệu ứng cho mọi người. Như vậy thì cô bác mình thấy không, có bao giờ liên quan tới nhân quả, nhưng mà người ta mượn cái từ nhân quả trong cái giáo lý nhà Phật để lập lên một cái mối đạo. Nhưng mà cái giới kia nói ai nghe? Bây giờ hỏi toàn thể cô bác cho mình, có ai tin vào đạo nhân quả và có ai cho rằng cái đạo nhân quả là một cái tôn giáo riêng không? Không. Nói thẳng luôn, nhân quả tức là cái triết lý, là cái chân lý mà Đức Phật sau khi thành đạo thấy được và chỉ cho tất cả chúng sanh. Chữ nhân là hỗn giống, chữ quả là bông trái. Chủng qua quần đắc qua, chủng đậu quần đắc đậu. Trồng dưa thì hưởng dưa, trồng đậu thì hưởng đậu. Cho nên Đức Phật nói là Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Tức là Bồ Tát tức là cái bậc giác ngộ, cho nên Ngài không có dám gieo cái nhân gì bất thiện, sợ hưởng cái quả khổ. Còn chúng sanh mê mờ vô minh, cho nên mình đó là, tức là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Chừng nào đợi cái quả khổ mình mới gên, mình la mình, tại sao tôi khổ quá, tại sao tôi nghèo quá, tại sao nhiều người tấn công tôi, tại sao nhiều người ghét tôi quá. Vì mình gieo cái nhân bất thiện. Chứ mình nói cái gì, mình nói mình tốt, nhưng mà cái tốt của mình có làm đúng chưa? Nè, lực nhân quả không khi nào chặt gieo giống gì thì gặt quả ni. Trồng từ bi kết trái từ bi, gieo mật ác lên cây mật ác. Như Đức Thầy cả đời Ngài đã nhắc cho biết là lực nhân quả thật là cao diễn. Suốt cổ kim chẳng lọt một ai vị, cho nên làm việc thẳng ngay cứ bền chí có ngày thông thả. Trồng bông kiển thì giống chi hưởng đấy, thấy chưa quý vị? Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm, mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm là tỏ ngộ đạo màu. Nhưng mà mình tưởng đâu mình làm không ai biết nghe. Xin thưa quý vị nè, có hai bên vai giáp mình đó nghe. Lưỡng thằng ghi chép liên miên, nào tội nào phước với miền trần gian. Như vậy thì cái chuyện đúng sai tự tâm mình biết nè quý vị. Như vậy thì làm áp đức là nhiều điều quanh quẩn như gà cồ ăn bẩn cối xây vậy đó. Thấy người hiền nói đắng nói cay sao có biết thằng ai đau khổ. Tại sao mình nói mình khổ? Tại vì mình xúc phạm bậc thánh nhân nè. Mình xúc phạm phạm tức là bậc chân tu. Mình xúc phạm một vị Bồ Tát, xúc phạm một vị Phật, bắt phước liền tại chỗ. Báo cho quý vị biết nguy hiểm vô cùng, đừng bao giờ dẫn chơi. Sư Minh Tuệ nói một câu này thật sự làm cho người ta thức tỉnh, làm cho người ta khiếp sợ. Nè, mình đùa với ai thì được, đừng có đùa với Phật Pháp nha. Đó, nhớ kỹ, đùa với ai thì được, đừng có đùa với Phật Pháp, bởi vì rất là nguy hiểm. Đó, sau khi mình chết mình sa đọa vào ba đường ác, khó mong mà trở lại đó quý vị. Bởi vì như thế bao giờ mới tỉnh tu, hãm giam hồn phách trốn lao tù, làm bùn làm đất làm cây đá mà chơi chọi giữa trời vạn kiếp thu. Đây nè, Phước Kiều nói mà còn ốc nổi khiếp sợ đó. Chúng ta cứ tưởng đâu mình huynh quang rồi mình chửi rủa, mình ghéo, mình kêu hay là mình nhục mạ cái một ông tu hay là một vị tăng, một vị sư, mà nhất là những vị mà ta có giới lực tu hành chân chánh mà được hàng triệu người kính mến đó là không sao nghe. Nhưng mà nghiệp nặng như thế nào, tội lớn ra sao, cái tội này nè quý vị, hôm nay nói ra đó làm cho người ta mới hết hồn. Thứ nhất là trong kinh cho biết là thà phấy đục nước ngàn sông chứ đừng phấy động tâm người hành đạo. Đó, ghê chưa? Cái thứ hai đó, chúng ta lại phạm vào ngũ nghịch tội. Ngũ nghịch tội là gì? Một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là làm thân Phật ra máu. Thì những cái tội này chắc mình ít phạm lắm. Nhưng mà chúng ta phạm vào cái tội thứ tư là phá gối chúng ta, giết hại A-la-hán.
Bây giờ quý vị nên nhớ là phá gối chúng tăng, tức là bây giờ người ta đang hành đạo mà bây giờ mình tìm cách ngăn cản, mà trong khi đó là mình chưa hiểu, mình chưa hiểu về pháp tu, mình chưa hiểu về cái giáo lý, mình chưa hiểu về cái câu chuyện mà mình đã vội vàng phán đoán. Bởi vì thầy nói là sao quý vị, chí linh mẫn nhìn xem các việc, phải đừng cho lầm lạc nẻo tà, dầu việc người hay việc của ta nên phán đoán cho tường cho tận. Mà tội với phước xét coi nhiều bằng, mới khỏi lầm tà kiếm đem vào, nhưng bị háo thắng việc người không thấy rồi mãn lo dèm xỉm nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa xa lơ đâu gần gũi mà tường diệu lý, phải không quý vị? Tại vì mình đâu có tìm hiểu. Mà tại sao hôm nay Phước Kim chia sẻ gì, nói thật với toàn thể cô bác anh em, vì Phước Kim tìm hiểu, thật sự là chúng ta tìm hiểu quá tường tận. Mà khi tìm hiểu về cái sự tu của sư Minh Tuệ đó, thì dám nói toàn thể cô bác anh em có 102 luôn. Bây giờ nói cứ giỏi tu theo cái hạnh của sư Minh Tuệ đi, nó ai nói hay, ai nói giỏi, ai phe phang, ai chê bai đó, bây giờ nó thẳng luôn là các sư thầy nó cũng vậy nè. Các sư thầy cứ tu pháp này đi là được người ta tính ngược, được người ta lại thôi. Nhưng mà đa số nói cái pháp này là cái pháp khổ hạnh, Đức Phật chê, Đức Phật từ bỏ, Phật giả nói là tu như vậy thì nó cực đoan. Chính mình là cực đoan đó quý vị. Chính mình không dám làm, không dám phát nguyện, mà khi người ta làm được, bắt đầu mình ganh tị, mình đố kỵ. Đó là gì? Đó là bản ngã. Nó bỏ cái tánh tự cường tự trọng nha, gẫm cuộc đời cái bóng theo hình, tu hành đâu kể nhục vinh, ta làm bổn phận ngạo khinh nó mặt đời. Nhưng mà đầu ngưỡng giọng đất chờ minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời, mới đôi điều hòa nhã nơ nơ, thằng này mới chịu ngồi ngơ thịt bàn. Như vậy thì cái hành đạo của sư Minh Tuệ, cả triệu người người ta đang quan tâm và người ta đem, người ta đang xem, người ta đang nghe bất cứ lời nói về của sư, thì sư không bao giờ có cái câu là lôi kéo, dẫn dụ, hay là không nhận đệ tử, kêu người ta cúng dường, hay là tạo thành nhóm, tạo thành thế lực. Mà trước đó Phước Kim đã đặt 13 câu hỏi, sư đã trả lời rồi. Con đó là chỉ nguyện tu tam y nhất bát và đi khất thực, không có dính líu tổ chức, không lôi kéo, không mưu cầu danh lợi, không liên quan gì bất cứ tiền bạc. Cái điều này là đã thật sự một nhà tu đã nói thì thực hành. Tất cả cô bác anh chị em, tất cả quý vị, nói thiệt luôn, Phước Kim cũng nhận biết là rất là nhiều người muốn cúng dường cho sư để tạo cái duyên cái phước. Nhưng mà nếu cúng dường thì chỉ là một buổi cơm, hay là một hộp cơm, một chai nước suối, hay là một cái miếng ăn gì đó, là chỉ trong một ngày thôi, chứ quý vị cũng không được quyền cúng cái gì mà nó sang trọng cả cái miếng giải. Và rất là nhiều cô bác chị em đã điện cho Phước Kim là mai cái y phấn tạo cái y ở lại giống như sư để cúng dường cho sư. Nhưng mà sư đúng nhắn, vì một cái nhà tu hạnh đầu đà là tự mình nhặt giải, tự mình khâu giá, chứ không phải người ta mai sẵn đâu. Cho nên quý vị mai sẵn cũng sư cũng không nhận nè. Rồi quý vị bây giờ thật chắc ra đó, quý vị muốn cho thêm cái gì nữa thì sư không nhận. Chỉ cơm chay một bữa trong ngày thôi, đầu trần chân đất, đó đây là nhà, phải nói tuyệt vời quý vị. Nghĩa trang, nghĩa địa, tha ma, nơi nào thì nó cũng là quả gì. Nhưng mà vì cái sư, cái tu của sư Minh Tuệ nó quá đụng đi, nó quá đụng chạm quý vị. Nhưng mà nói đụng chạm thì cũng không phải, nhưng mà đây là cái chánh pháp. Khi mà người ta đi đúng đường thì những người mà đi cong, đi quẹo, đi chặt đường, còn giả là đi sai đó, thì phải biết sửa chứ, sao mình lại ganh tị người ta được. Cái chân lý nó quá rõ ràng. Một nhà tu tứ đại giai không đã buông bỏ, không màng thế gian, biết bao nhiêu người từ khi xuất hiện nay. Quý vị có từng kiểm lại coi mình đã xúc phạm hay là mình chửi bớ, mình quyền của sư Minh Tuệ, mà sư Minh Tuệ có bao giờ đáp lại quý vị một câu nói hay là một cái gì chưa? Xin thưa chưa. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là sai. Thì ở đây là mình phạm vào cái tội là phá gối chúng ta, có phải là ngủ cái tội không?
mà ngủ cái tội thì đỏ vào đâu? Đỏ vào địa ngục vô gián, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Cô bác chị em ơi, nghe kiểu này là khiếp sợ luôn.